Vâng, kính chào quý vị, trên tay của tôi đang cầm cái bộ Kids and Family của tác phẩm Mười Tâm Hồn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cái cách sử dụng cái bộ Kids and Family này để làm thế nào để anh chị có thể trò chuyện cùng với con của mình, dạy cho con của mình, gieo vào trong tâm trí của con của mình những cái suy nghĩ, những cái hành động và những cái thói quen tốt đẹp ngay từ khi còn nhỏ, để sau này con anh chị lớn lên á, con của mình rất là dễ làm. Trên tay của tôi đang cầm những cái thẻ của bộ Kids and Family. Mỗi ngày các anh chị có thể dạy con của mình bằng cách là tạo ra một cái sự tò mò cho con. Một là các anh chị có thể là đưa cho con của mình tự rút, hoặc là anh chị rút một cái thẻ bất kỳ nào trong đây, và đó sẽ là cái chủ đề mà anh chị sẽ dạy con của mình ngày hôm nay. Và khi anh chị rút ra cái thẻ, tôi nói ví dụ như đây là cái hạt giống quan tâm mà tôi rút ra để tôi đưa cho quý vị xem rất là dễ dàng thực hành. Cái bước đầu tiên đó chính là anh chị rút cái thẻ, anh chị rút thẻ đúng không ạ? Và sau đó các anh chị hãy cho con của mình xem cái mặt của cái thẻ này là cái chữ là gì và cái hình ảnh là gì. Các anh chị có thể đối cho con của mình bằng cách anh chị che cái này lại, anh chị nói theo con đây là cái hạt giống gì, theo con thì cái hình này có ý nghĩa thế nào. Anh chị tương tác với con bằng cái mặt này, đúng không ạ? Bằng cái mặt tiếng Việt này của chúng ta. Sau khi đó anh chị có thể nói chuyện với con và giải thích cho con bằng cái câu chuyện rất là ngắn gọn trong cái bộ thẻ Kids and Family hay là trên cái thẻ của hạt giống chúng ta. Đây là cái hạt giống quan tâm, các anh chị giải thích cho con mình xong, ở trên đây nó có một câu chuyện ngắn lắm quý vị, anh chị có thể đọc ra và trò chuyện cùng với con. Tôi nói ví dụ như ở đây nó có câu chuyện là thế này: bà của bạn Thảo ốm, bé Hiền cùng với mẹ mang trái cây sang thăm, chúc bà mau lành bệnh. Chỉ một cái hành vi nhỏ thế này thôi, anh chị sẽ dạy cho con mình về sự quan tâm, và các anh chị có thể mở rộng vấn đề này để dạy cho con. Đó là cái bước thứ hai mà chị trò chuyện cùng con với cái nội dung trên thẻ. Cái bước thứ ba đó chính là anh chị lật sang cái mặt sau đó, nó có cái tiếng Anh. Anh chị có thể dạy cho con của mình cái từ quan tâm, tiếng Việt là quan tâm, thì cái tiếng Anh là gì? Anh chị có chỉ vô cái từ tiếng Anh để con anh chị có thể học thêm cái từ một tiếng Anh. Và ở dưới nếu như anh chị có thể đọc bằng tiếng Anh thì chị đọc cho con của mình nghe, nếu không anh chị hãy đưa cho con các chị nghe và nhìn thấy được những cái câu chữ tiếng Anh ở mặt sau và nhìn thấy được cái hình này, con chị sẽ nhớ đến cái từ care là từ tiếng Anh. Cái bước thứ tư đó chính là anh chị hãy mở cái video quan tâm trong cái ứng dụng của Vườn Tâm Hồn để cho con chúng ta có thể xem. Có nhiều đứa trẻ lại thích xem video hơn quý vị, thì anh chị hãy mở cái video để con mình xem ở trên đây, anh chị hãy cùng xem. Anh Vi và chị Mon rất vui mừng được gặp lại các bé trong bộ Kids and Family của tác phẩm Vườn Tâm Hồn. Mon nè, hồi nãy Vi thấy Mon gọi điện thoại nói chuyện với ai mà trông có vẻ vui lắm luôn á. Vi biết là ai không? Đặc biệt trong mỗi cái video ở đây chính là cuối mỗi cái bài, các anh chị sẽ thấy có những cái câu hỏi được đặt ra để giúp cho trẻ dễ dàng suy nghĩ về cái vấn đề mà con đang cần quan tâm. Và ở đó các anh chị là phụ huynh, các anh chị cũng có thể dựa trên những câu hỏi đó để chúng ta tương tác cùng với con của mình. Anh chị có thể hướng dẫn, các anh chị có thể đặt ra câu hỏi, các anh chị có thể trò chuyện, các anh chị có thể tìm hiểu con của mình sâu sắc hơn bằng những cái câu hỏi mà chúng tôi đã đặt ra giúp cho anh chị. Với cái cách này các anh chị có thể dạy cho con của mình bất kỳ lúc nào, trò chuyện cùng con buổi sáng, buổi tối hay là lúc dẫn con đi chơi, các anh chị đều có thể dạy cho con. Cứ mỗi ngày các anh chị thường xuyên làm điều này, con anh chị sẽ được tập thấu vào trong tâm hồn. Và khi con lớn lên, con sẽ dễ dàng suy nghĩ, con sẽ có những hành động và những thói quen gắn liền với những gì mà các anh chị đã dạy cho con ngay từ khi con nhỏ.